Panama hiện đang xếp hạng 37 thế giới và là một trong 4 đại diện xuất sắc nhất khu vực Bắc Trung Mỹ dự vòng chung kết World Cup 2021. Đoàn quân huấn luyện viên Jose Botanan có hành trình đầy ấn tượng với ngôi đầu bảng tại vòng loại và giành chiến thắng trước Canada trong trận playoff để đoạt vé tới Litva. Panama là một trong các đội tuyển chuẩn bị sớm nhất cho World Cup khi tập trung từ ngày 7 tháng 7 và có chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần tại Brazil, thi đấu 6 trận với kết quả 4 thắng, 1 hòa và 1 thua. Trước thềm World Cup, Panama đá 3 trận giao hữu với các kết quả cụ thể: thua Slovakia 1-3, thua Maroc 3-4 và có chiến thắng đậm 10-2 trước câu lạc bộ Pinerola. Trong khi đó, Cộng hòa Séc là một đội bóng nằm trong top 10 của châu Âu và hiện xếp hạng 16 thế giới. Đội bóng này đã 4 lần giành quyền dự vòng chung kết World Cup. Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2021 của thầy trò huấn luyện viên Thomas Newman diễn ra khá gấp gáp do giải vô địch quốc gia vẫn đang diễn ra, khiến họ chỉ có đúng 1 tuần để hội quân và lắp ghép đội hình kể từ ngày 4 tháng 9. Dù vậy, với việc cho gọi trở lại rất nhiều lạ tướng như thủ thành Libor Gerchak 46 tuổi, cầu thủ đá cánh Luka Riseta 37 tuổi và nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm thi đấu, sức mạnh của Cộng hòa Séc được khẳng định qua chiến thắng 3-0 trước Kosovo ở trận giao hữu vừa qua. Tương quan lực lượng cho thấy Cộng hòa Séc được đánh giá cao hơn so với Panama. Các nhà cái xếp Cộng hòa Séc đứng thứ 8 trong số 14 nhóm đội có khả năng giành chức vô địch, trong khi đó Panama ở nhóm 13. Kinh nghiệm thi đấu, thành tích trong quá khứ và phong độ hiện tại của Cộng hòa Séc cũng cho thấy họ nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ. Huấn luyện viên Jose Botanan luôn đặt niềm tin rất lớn vào các chân sút như Carlos Perez ở vị trí tiền đạo pivot với danh hiệu vua phá lưới ở vòng loại, bộ đôi Abidén Ortiz và Alfonso Mackenzie ở vị trí chạy cánh ala. Đây sẽ là ưu tiên nhân sự hàng đầu cho đội hình xuất phát, bên cạnh việc cân nhắc tìm ra nhân sự tối ưu cho vị trí thủ môn, golero và hậu vệ thòng Fiso. Ưu điểm đáng chú ý nhất của 16 chân sút đội tuyển Cộng hòa Séc là phong độ tốt nhờ đang thi đấu thường xuyên, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn của hàng loạt trụ cột. Huấn luyện viên Thomas Newman có rất nhiều lựa chọn khi cần điều chỉnh chiến thuật. Gương mặt đáng chú ý nhất của Cộng hòa Séc là Michael Seller, pivot đeo băng đội trưởng, đã ghi 97 bàn trong 123 trận cho đội tuyển quốc gia. Panama và Cộng hòa Séc chưa từng đối đầu ở một giải đấu chính thức. Tuy nhiên, giữa hai đội có sự chênh lệch nhất định về thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA, vị trí thứ 37 so với 16, và điều này cho thấy Cộng hòa Séc nhỉnh hơn về chuyên môn. Trong 5 trận gần nhất, chủ yếu gồm các trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, Panama chỉ có duy nhất 1 trận thắng, còn lại là 4 trận thua. Các chân sút của huấn luyện viên Jose Botanan ghi được 16 bàn và để thủng lưới 15 bàn. Trong 5 tháng gần đây, Cộng hòa Séc chỉ có duy nhất 1 trận đấu giao hữu. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Thomas Newman trải qua vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 2 trận hòa và 2 trận thua. 5 trận gần nhất, Cộng hòa Séc ghi được 14 bàn và để thủng lưới 19 bàn. Cộng hòa Séc được đánh giá cao hơn và gần như chắc chắn sẽ đánh bại Panama ở trận đấu này. Dù vậy, Panama vẫn đặt mục tiêu hạn chế tối đa số bàn thua trước đội bóng mạnh hơn để nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng. Cộng hòa Séc khó có thể đánh bại Panama với cách biệt tỷ số quá lớn. Với tỷ lệ này, lựa chọn Panama là lựa chọn hợp lý hơn. Các trận đấu futsal thường có rất nhiều bàn thắng được ghi do đặc thù của môn này. Tuy nhiên, số lượng các bàn thắng ghi được còn tùy thuộc vào tính chất, chiến thuật và năng lực của hai đội. Khả năng Panama ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Cộng hòa Séc là không cao. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Thomas Newman chỉ cần giành chiến thắng là đủ. Với tỷ lệ này, lựa chọn xỉu an toàn hơn cho người chơi. Thể thao và văn hóa dự đoán Panama sẽ thua Cộng hòa Séc với tỷ số 2-4.